Xin chào các bạn, hôm nay là ngày 24 tháng 10 năm 2023. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chủ đề hướng dẫn tìm hiểu các loài rau. Chúng ta cùng bắt đầu thôi. Uống ngủ quá mất đầy đủ canxi từ nguồn gốc thực vật. Có thể tăng cường sức khỏe của xương. Làm giảm nguy cơ loãng xương. Cải rổ cũng chữa nhiều chống oxy hóa nên thậm chí loài thực phẩm này có thể làm giảm nguy cơ một số bệnh. Ví dụ những người ăn nhiều hơn một khẩu phần rau cải rồi một tuần có thể giảm năm
57% nguy cơ mắc bệnh. Tăng nhãn áp. Su hào là một loài rau cỏ họ hào của bắp cải. Có thể ăn sống hoặc nấu chín. Su hào sống có nhiều chất xơ. Với khoảng 5 gram chất xơ trong mỗi cốc. Mỗi cốc như vậy cung cấp 140% vitamin C hàng ngày cho cơ thể. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng hàm lượng chất chống oxy hóa trong su hào có tác dụng mạnh mẽ chống lại chứng viêm và bệnh tiểu đường. Khi so sánh dừa các loại su hào với nhau, nghiên cứu cho thấy su hào đỏ có gần gấp đôi lượng chất chống oxy hóa. Phenolic và nên có tác dụng chống bệnh tiểu đường.
Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.